Hoàng Hana bị kết án 2 năm tù vì tội sử dụng chất cấm trái phép lần thứ hai. Trở lại vào ngày 9 tháng 7, Tòa án quận Sobu, Seoul đã kết án Chaepol thế hệ thứ 3 Hoàng Hana 2 năm tù giam, cũng như khoản tiền phạt 400.000 won. Trước đó, Hoàng Hana bị buộc tội sử dụng trái phép chất ma túy methamphetamine cùng với 3 người bạn khác vào tháng 8 năm 2020. Trong cùng tháng, Hoàng Hana bị phát hiện sử dụng chất cấm nhiều lần khác, tổng cộng 5 lần. Hơn nữa, vào thời điểm đó, cô nàng cũng đang trong thời gian quản chế vì tội sử dụng chất gây nghiện trái phép trước đó. Trong phiên tòa xét xử tội phạm ma túy bất hợp pháp lần thứ hai, Hoàng Hana đã phủ nhận những cáo buộc chống lại cô. Theo tòa án quận Seoul, Sebu, kết quả là phiên tòa sơ thẩm đã kết luận với mức án 2 năm tù giam dành cho cháu gái của người sáng lập Namjang Dairy Products, Hong Joo-young. Hoàng Hana không còn là cái tên xa lạ đối với cư dân mạng xứ Kim Chi. Không chỉ được biết đến là một blogger có tiếng tại Hàn Quốc, cô còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với lối sống xa hoa hào nhoáng. Tuy nhiên, chỉ đến khi được công khai với danh nghĩa là vợ sắp cưới của nam ca sĩ Park Yoo-chun, thân thế quyền lực giàu có của người đẹp này mới được công chúng tìm hiểu cặn kẽ và trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. Ái nữ tai tiếng này là cháu gái duy nhất của nhà sáng lập, đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Namjang Dairy Products, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu tại Hàn Quốc. Mặc dù người ông quyền lực của Hoàng Hana đã qua đời từ năm 2010 và người thân trong gia đình không còn dính líu đến tập đoàn khổng lồ kể trên, nhưng gia tộc Hoàng vẫn nổi tiếng tại Hàn Quốc bởi sự giàu có và quyền lực của mình. Nhờ vào gia thế khủng, Hoàng Hana nổi tiếng với những cách tiêu tiền khiến nhiều người mơ ước. Cô liên tục check-in ở những nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm, khu nghỉ dưỡng đắt đỏ. Trên trang cá nhân gần 200.000 lượt theo dõi của mình, hôn thê cũ của Park Yoo-chun luôn khoe những món đồ xa xỉ từ các thương hiệu đình đám như Chanel, Dior, Koshokomo, Hermes, Valentino. Theo truyền thông Hàn Quốc, vợ hụt của Park Yoo-chun là một tay chơi khét tiếng tại các hộp đêm ở khu thượng lưu Gangnam. Cô từng khoe mối quan hệ chí cốt với Lee Moon-ho, CEO của Burnington, đồng thời là bạn thân của Seomri. Thậm chí còn có tin đồn cho rằng người đẹp 8X từng nhiều lần phê pha ma túy cùng Lee Moon-ho. Thêm vào đó, Hoàng Hana là khách hàng VIP của câu lạc bộ tai tiếng kể trên và không ít lần đăng tải hình ảnh chơi bời tại đây lên trang cá nhân. Tuy nhiên, khi scandal của Burnington nổ ra, những bức ảnh này cũng không cánh mà bay khỏi trang cá nhân của tiểu thư ăn chơi này. Trong quá khứ, nữ blogger này còn đăng nhiều ảnh chụp cùng Cho Jong-hoon, cựu thủ lĩnh nhóm FT Islands, và Lee Seong-hyun, nhóm Seam Blue. Điều đáng nói, cả hai cái tên kể trên đều dính líu đến nhóm chat bệnh hoạn gồm Seomri, Jung Jun-yong và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác. Chi tiết này khiến nhiều người tin chắc rằng Hoàng Hana có mối liên hệ với bê bối của Burnington và nhóm chat rúng động này.